kia đấy, về phòng em đựng đũa thì có kia. Xuân Hiếu biết ăn đũa từ lâu rồi, anh Sơn không biết à? Hê, ngồi xuống. Khôn, ông được cái này là cái xuống đó, lên được cấp. Ờ, đi, đi chơi không được nói là ông nhá. Nhá, Xuân Hiếu nhá, không phải cười nhá. Chỉ có ở nhà thôi. Đấy, lại nói rồi lại còn nói linh tinh hơn, lại còn nói vớ vẩn hơn.